Hi chào mọi người, thì hôm nay Đô sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu túi vải đen dạng hình hộp mọi người nha. Rất là đẹp cũng như là rất là sang trọng cũng như thời trang ha. Túi thì được thiết kế là theo kiểu dạng hình hộp chữ nhật là hình vuông và có cái quai sách ở trên. Mọi người có thể cầm nắm một cách rất là tiện lợi và dễ dàng mọi người nha. Mặt ngoài của túi thì mọi người có thể là in logo cũng như là thông tin hình ảnh muốn quảng bá đến người tiêu dùng mọi người ha. Vào túi này thì mọi người có thể là sử dụng để làm quà tặng sự kiện, chương trình hoặc là quà tặng cho doanh nghiệp của mình. Thậm chí là mọi người có thể là sử dụng chiếc túi vải này để kinh doanh vẫn được trong các cửa hàng đó mọi người. Rất là được nhiều người ưa chọn, ưa thích sử dụng mọi người ha. Hiện nay trên thị trường sẽ có 4 loại chất liệu đây mọi người nha. Thì đầu tiên đó chính là chất liệu túi vải đay layen nè, túi vải đay mộc, túi vải đay cán hồ cứng và túi vải đay cán màn hồ mọi người nha, tùy vào nhu cầu mà mọi người lựa chọn cho phù hợp. Ở bên trong của túi thì mọi người thấy là có theo nút cài này rất là chắc chắn nha, cũng như là cái lớp lót này thì sẽ gia tăng cái độ là chống thấm nước mọi người nha, đó là phải không dành đó mọi người. Ở bên trong thì mọi người có thể là may thêm một cái túi con kèm vào một cái kéo. Túi thì được thiết kế cũng như là in ấn logo thương hiệu doanh nghiệp của mình và thông tin liên hệ rất là đẹp mọi người ha. Nếu như mọi người cần làm mẫu túi này thì mọi người có thể là liên hệ qua túi vải Trung Thành mọi người nha. Tại vì sao? Trung Thành là xưởng sản xuất trực tiếp không qua bất kỳ khâu trung gian nào, nên mọi người sẽ nhận được một mức giá rất là tốt và cạnh tranh với thị trường. Đồng thời chúng tôi còn hỗ trợ thiết kế cũng như là làm mẫu cho mình hoàn toàn miễn phí, nên mọi người cứ yên tâm nhé.